Chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, thì tối đêm nay mình có dịp đi chợ hoa ở thành phố Sa Đéc, cái nơi mà bán hoa đó. Các bạn coi cái khúc mâm xôi ban đêm nè. Ban đêm mà mình quay nó đẹp như thế này nè các bạn. Các bạn thấy không? Những cái chỗ khác thì cũng rất là nhiều, nhưng mà cái màu vàng á, cái màu vàng thì không có được đẹp như vậy. Cái màu vàng ở đây là phải nói là đẹp, vàng rất là đẹp. Cái này gọi là cúc mâm xôi. Cúc mâm xôi này cũng tương đối khó trồng á, tại vì do cái thời tiết á, cái thời tiết phải đúng theo cái quy trình trồng á thì mới đẹp được như vậy. Còn không mà bị một đám mưa ở giữa như thế nào đó thì hoa có thể không được đẹp. Nhưng mà này rất là đẹp. Các bạn thấy nè, thấy ham không? Mình thấy ham quá, giống như cái đĩa xôi, nếu mà nhìn xa xa là giống như cái đĩa xôi vậy đó, còn nhìn gần quá nhìn các bạn thấy nè, từ hoa này đó, mình sẽ gần cho các bạn xem nha. Cúc mâm xôi một cái mâm đầy xong thì đây thì mình nghĩ là sẽ hơi đỡ sớm rồi các bạn ơi. Bữa nay thì 21 âm lịch đã nở như thế này rồi, nhưng mà cúc mâm xôi này đặc biệt là nở lâu lắm nha các bạn, tại vì rất là nhiều bông đó. Có gì đây, có nhiều bông nữa đây này. Để chút xíu mình quay ngoài đường thăm lại trường xưa bao đời xa đi. Ban đêm như thế này vắng vẻ mình mới dám quay nè, về tổng quan đem sao màu áo công nhân đôi ta tự hào xây đắp cho quê hương đẹp già thành phố mình duyên dáng. Cúc mâm xôi quá đẹp. Tết năm nay mình sẽ quay làng hoa Sa Đéc tiếp tục nè, rồi quay những cái chỗ bán hoa cho các bạn xem. Đây là cái đường đang kinh doanh hoa trên cái đường đi luôn. Quay cho các bạn xem. Ở trong này nhé, trong này là các bạn biết cái gì không? Mầm gà, hoa đỏ mầm gà. Ban đêm cái máy của mình nó là được không được tốt, không được xịn cho lắm, cho ta không có được sáng hơn. Nhưng mà gì đây là cũng ok rồi. Để cho các bạn hình dung được những cái con đường mà bán hoa Sa Đéc nha. Rồi cúc mâm xôi này là nhiều năm đó là đắt lắm, ở thành phố Hồ Chí Minh đắt tiền lắm chứ không có rẻ, đồng cực lắm các bạn ơi. Còn cái này là bông trang. Bông trang còn gọi là mẫu đơn. Bông trang còn gọi là mẫu đơn. Sa Đéc về đêm.